Ngọc. 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 Chị Mai ơi, chị đang ở đâu vậy? Dối trá, tao có nghe máy hồi nào? Hả? Ủa? Điện thoại chị để ở nhà rồi, cái gì vậy? Chị đứng đây nãy giờ sao chị không kêu em? Ủa, chị kêu em quá trời luôn, chị kêu Ngọc. Ngọc, Ngọc, em nào biết em nào có hay? Chị cái gì? Trời ơi, sao nín ra, nín ra, nín dứt, nín dứt. Có chuyện gì nói cho chị biết. Chồng của em. No! Ông trời đã cướp đi mạng sống rồi sao? Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. Gì vậy chị? Ủa? Ai chết mà chị hát vậy vậy? Em chồng của chị. Em chồng của chị? Đúng. Chồng của chị là ai? Là chồng em. Ủa? Chồng em sao chết? Thì hồi nãy em nói là em khóc lóc sướt mướt thì chồng em bị tai nạn chết rồi đúng không? Ủa, không phải, không phải. Em khóc không phải tại vậy đâu. Trời ơi, chứ chuyện gì? Ôi trời ơi, em khổ quá. Bây giờ bình tĩnh nè, có chuyện gì nói cho chị nghe coi. Em nói cho chị nghe nhưng mà chị phải bình tĩnh nha. Chị nhất định bình tĩnh, chị phải bình tĩnh. Chị bình tĩnh nha, bình tĩnh nha chị. Em là người cần bình tĩnh đó. Sao? Bây giờ có chuyện gì nè? Có Cát Biển ở đây rồi, có thể nói với Cát Biển. Nói đi, có chuyện gì chị sẽ chia sẻ với em. Có gì đâu, chị em dâu với nhau mà. Chị ơi. Sao? Cát Biển ơi. Nói đi. Anh Cường chồng em. Anh đi cà phê ơi. Trời ơi, quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi. Nghĩ làm sao? Nói cho chị biết địa điểm, thời gian, cụ thể là chính xác ở cái quán cà phê nào. Chị sẽ tới hả? Chị làm một trận. Chứ nghĩ làm sao bây giờ có vợ, có con ở nhà rồi, còn ôm, còn ấp nữa. Nè, nãy người ta chỉ em đây hả? Ở trong này luôn hả? Được rồi, theo chị đi. Nhưng mà khoan, không thể nào để bộ vàng của chúng ta giàu như vậy được. Hãy cùng chị ra chợ đi thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Chị đó. Tự nhiên mất ăn mặc vậy lén lén lúc lúc. Mình thấy nó mình vô đánh luôn. Có gì đâu mà sợ. Sao vậy em? Mình hành xử một cách vô văn hóa như vậy. Mình phải học có học thức chứ em. Chán em quá. Rồi cái gì đấy? Chai siro này nè, có gì tức quá đập bể đầu nó luôn. Rồi đập bể đầu người ta lấy chai nhựa. Vậy không học thức mấy đúng không em? Thôi im lặng đi. Đây, nó nằm trong những kế hoạch của chị. Cứ theo kế hoạch của chị mà làm. Hiểu chưa? Em ơi, thối quá. Thở ghế thôi. Để chị. Hi. Hello. What would you like to drink? Cái gì? Like cái gì? À, con like đúng không? Không phải. Người ta hỏi chị uống cái gì. Ủa, hai chị là người Việt hả? Em thấy hai chị ăn mặc vậy em tưởng là ở bển về. Chúng tôi thích mặc như vậy bởi vì ngày hôm nay đi ra đường rồi rất là nhiều. Cho nên tôi mặc cái lưới này để bảo vệ khuôn mặt của tôi được chưa? Đó là một sáng kiến hay. Cho tôi hỏi, quán cà phê này là cô vừa phê rồi ôm luôn hả? Dạ đúng rồi, ôm là đặc trưng của quán em. Một con người đẹp đẽ như em, thanh tao như em lại có thể làm được một cái nghề như vậy hả em? Ôi chị đang nói gì vậy? Nghề nào cũng là nghề mà chị. Em ôm là em ôm có chọn lọc. Cái nào sạch mới ôm, dơ là không có ôm. Chị ơi, chắc chắn anh Cường lọc vô mắt tầm ngắm của nó rồi chị. Anh Cường là khách VIP của quán em đó. Nhắc anh Cường là anh Cường tới kìa. Nói chuyện với hai chị sau nha. Bình tĩnh. Địch bất động, ta bất động. Địch bắt đầu động, ta bắt đầu địch. Em hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng mà có chồng chị anh hùng đi chung đó kìa chị. Chúng ta bắt đầu địch được rồi đó. Khi chúng ấy vào, chúng ta sẽ túm cổ gọn đầu chúng nó. Trời ơi! Ê, cái gì vậy? Ê, cô bố! Ê! Đứng đó! Rồi, em xuống! Ủa? Em đi ra vậy? Tao nè! Vợ của mày nè! Trời ơi! Sao nhiên xuất hiện đây vậy? Không xuất hiện làm sao bắt được cái trận ngày hôm nay? Ủa, cái trận gì? Trời ơi! Còn giả bộ nữa ha! Hai anh em đi vô cái chỗ này, bộ không biết xấu hổ hả? Ủa, vô đây chuyện bình thường mà. Trời ơi, vui là chính thôi. Trời ơi, vui là chính hả? Vui là chính hả? Bình tĩnh. Ủa, em bị sao vậy? Được rồi, bây giờ chớ cãi đúng không? Mày á, vô đây. Cách âm không có nghe. Nghe á, gõ đã nghe. Kêu mày tao với người ta vậy? Giây phút này không còn lịch sự được với những hạng người như vậy. Ủa, gì hả chị?
năm mặt một lời, nói cho rõ ràng đi. Đi vô quán cà phê, hết anh rồi tới em. Ôm, rồi phê. Chị nói cái gì vậy? Nè, cái này em, cái này anh. Cô ôm một lúc hai người. Biết đây là hai anh em, cô phải biết chọn lọc, mà chọn lọc cái kiểu gì vậy? Ở đây là quán cà phê thú cưng. Ôm là ôm chó chị ơi. Hay lắm, một pha lạng lách rất là hay, rất là điêu luyện của cô. Bây giờ cô chó cãi, cô lấy thú cưng ra để làm bao bọc cho cái sự dối trá của cô hả? À, không phải đâu em, ở đây là cà phê thú cưng thiệt. Nếu như có hai con đây rồi tính. Thiệt mà, nè, kìa, đó em thấy chưa? Ở đây ai cũng tới ôm thú cưng đó, ôm chó rồi chụp hình, anh thấy không? Thì đúng rồi, tại vì quán cà phê thú cưng thì mình phải ôm chụp hình chứ, đúng không? Ủa, vậy là hai người tới đây là để đánh ghen hả? Em sao vậy? Gì? Chứ không nghĩ em lại có một cái suy nghĩ thiện cận như vậy, không có nhìn xa trông rộng, lại làm cho cả gia đình mình rối ren lên như vậy. Chị thật sự là khá buồn về em đó. Nè, tôi hỏi về đầu chị nha. Tất cả những chuyện này á là do chị bày kế hoạch ra, chị kêu là tôi làm theo chị, đi tới đây để đánh ghen. Bây giờ chị đổ thừa tôi là sao hả? Cuối cùng là bây giờ hai người ghen bóng ghen gió, kéo tới đây cũng đánh ghen đúng không? Thì hiểu lầm nha thôi, mà có gì đâu đúng không? Tại sao không hỏi trước? Hỏi trước sao đi bắt ghen ai hỏi trước bao giờ? Trời đất. Thôi vừa hết ra chị. Có gì đâu, mọi chuyện chỉ là chuyện cô mình bỏ qua qua. Đúng rồi, bỏ qua. Cái này không bỏ qua được chị. Chị tới đây chị quậy quán em là đúng. Tôi đã báo chính quyền rồi. Người ta sẽ tới đây để giải quyết. Muốn giải thích thì đi lên phường. Hả?